Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 46 trung tâm thương mại, 237 siêu thị, 3.012 cửa hàng tiện lợi đang hoạt động. Tổng lượng hàng hóa lương thực thực phẩm thiết yếu cung ứng ra thị trường bình quân đạt 1.800 tấn một ngày. Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi đã chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết với số lượng tăng từ 2 đến 3 lần so với tháng bình thường. Hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi sẽ tăng công suất hoạt động, tăng thời gian phục vụ trong thời điểm cận Tết khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng đột biến. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng Chạp sẽ mở cửa từ 7 giờ đến 23 giờ đêm. Ngày 28 đến ngày 29 tháng Chạp mở cửa từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm và ngày 30 Tết mở cửa từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Khuyến khích các đơn vị mở cửa bán hàng từ sáng ngày mùng 2 Tết hoặc sớm hơn. Ngày mùng 6 Tết Nguyên đán sẽ hoạt động kinh doanh bình thường.